Chiều ngày 4 tháng 11, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự, đối với ông Trần Quốc Hùng, sinh năm 1976, Phó trưởng Phòng Phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an còn khởi tố, bắt giam Trịnh Văn Đoàn, sinh năm 1982, chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng, Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương. Nguyễn Hữu Khải, sinh năm 1977, trưởng phòng phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đỗ Ngọc Tuyền, sinh năm 1988, chuyên viên phòng kinh doanh mua điện, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trương Hoàng Dũng, sinh năm 1982, chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin, công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với 5 bị can nêu trên. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.